Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là Chủ nhật thứ 23 thường niên. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa yêu thương chúng ta, đặc biệt người thương những kẻ nghèo khổ bệnh tật. Đời sống con người đầy rẫy gian khổ bệnh tật. Bệnh tật thể xác, nhất là bệnh tật linh hồn là tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, sai con một người đến cứu giúp linh hồn chúng ta. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ, xin cho chúng ta khiêm tốn nhìn nhận thân phận tật nguyền tội lỗi của chúng ta để được Chúa thương cứu giúp. Nên nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa cộng đoàn, giáo hội là một mầu nhiệm trong sự hiệp thông. Hiệp thông trong ân sủng vì chính Đức Kitô, Ngài đã chết để cứu độ chúng ta. Và hiệp thông trong những giới hạn tội lỗi, khi chính mỗi người chúng ta là những con người yếu đuối, đầy những bất toàn giới hạn, cho nên cần đến lượng từ bi tha thứ của Thiên Chúa. Thánh lễ là cao điểm của sự hiệp thông, để chúng ta nhận lãnh ân sủng của Chúa ban, để rồi chúng ta cảm hóa biến đổi, đời sống mỗi người trở nên tốt lành thánh thiện, và để rồi chúng ta giới thiệu tin mừng yêu thương của Chúa đến với mọi người. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn nhận nhìn ra những tội lỗi thiếu sót để được Chúa tha thứ cho chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và những điều thiếu sót, lôi tai tôi mọi đàng. Thì dạy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương cho tha tôi và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa khỏi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa khỏi trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiếu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhân làm nghĩa từ, xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực, hầu đang hưởng gia nghiệp muôn đời người hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hàng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Dẫn vào bài đọc 1. Dân Israel đang bị lưu đày khổ sở. Chúa sai ngôn sứ Isaiah loan báo, người sẽ thương giải thoát họ, cứu giúp họ. Đó là nội dung bài đọc sau đây. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu, miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mặt nước trào ra.
đó là nơi Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ám bưng và ban cho những kẻ đói đường cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát kẻ bị khom lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. Linh hồn tôi ơi, ngợi khen Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phù và làm rối loạn đường nẻo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. Bài đọc 2 trong đoạn thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ mà chúng ta được nghe sau đây kêu gọi chúng ta sống theo gương Chúa cứu thế, ưu tiên thương giúp người nghèo, khổ bệnh tật hồn xác. Bài trích thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Thưa anh em đã tin vào Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào, và giả như anh em kính cẩn người ăn mặc lộng lẫy và nói: xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói: đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân tôi. Thì bấy giờ anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Đó là lời Chúa. Bye.
Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tyro đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng rồi bôi vào lưỡi anh. Người ngước mắt lên trời thở dài và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh mở ra, lưỡi anh như hết bị trói buộc, anh nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai, nhưng người càng ngăn cấm họ càng đồn ra. Mọi người hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cổ nhân thường nói: học ăn, học nói, học gói, học mở. Trong bốn điều phải học ấy, học nói mang một vị thế quan trọng, vì đó là phương cách để con người có thể giao tiếp và thông truyền giữa người với nhau. Nhưng để nói tốt thì đòi hỏi phải nghe và cần nghe đúng. Vì nếu chẳng thể nghe thì sẽ gặp trục trặc khi nói và sẽ luôn là một thiệt thòi. Hơn ai hết, Chúa Giêsu nơi tin mừng hôm nay đã thấu cảm sự cơ cực của người thanh niên khi anh vừa bị điếc vừa bị ngọng, nên Ngài đã chủ động chữa lành cho anh. Ngài thương anh vì anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Như vậy, nếu chúng ta không thấy, không nghe thì rõ ràng sẽ bị cắt đứt khỏi thế giới trong tương quan. Cho nên nơi trường học dành cho những trẻ em thiện năng thì người ta cố gắng giúp cho các em tập nghe, tập nói, hầu có thể hội nhập vào thế giới bình thường. Biết được nỗi đau của những người câm điếc thì chúng ta sẽ thấy quý cái tai và miệng lưỡi của mình biết chừng nào. Và lúc ấy chúng ta cũng sẽ nhận ra đây chính là ân huệ, cũng là một quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng, mà lắm khi chúng ta không biết tạ ơn. Chúa Giêsu đã có lần trách các môn đệ: các ngươi có mắt mà như mù, có tai mà như điếc. Thực sự vậy, nếu chúng ta quay lại định nghĩa của Kitô giáo về mục đích con người hiện diện trên trần thế là một sự hiện diện trong hiệp thông, ngôn ngữ và phương thế để diễn tả đến sự hiệp thông, và lúc ấy chúng ta sẽ khám phá ra rằng rất nhiều khi tai và miệng thay vì đưa đến sự hiệp thông thì lại dẫn đến việc cản ngăn, và có thể nhiều khi gây chia rẽ do cái miệng, cái tai của mình. Cái miệng nói không đúng, cái tai nghe không rõ. Chúng ta trở thành câm điếc khi chúng ta không biết cảm thông với người đồng loại, chẳng biết chia sẻ và yêu thương. Con người giao tiếp với nhau nhờ ngôn ngữ âm thanh, cho nên khi bị điếc,
khiến mọi âm thanh trở nên vô nghĩa. Người điếc chẳng biết lời ru của mẹ ngọt ngào dường nào, và cũng không thể nghe những lời yêu thương mà người khác dành cho mình. Cảm xúc gì đến trong lòng người câm điếc thì cũng chẳng thể nào diễn tả ra bên ngoài cho người khác. Marco Thánh Sử cho thấy người thanh niên nơi tin mừng hôm nay không những điếc mà còn bị ngọng. Tác giả tin mừng Matthew và Luca thì nói đó là bị câm, còn Marco nơi tin mừng hôm nay thì nói là bị ngọng. Nên ngôn từ diễn tả ra chẳng rành mạch rõ ràng để người khác có thể hiểu anh đang muốn nói. Hơn nữa, bệnh tật theo cái nhìn của người Do Thái thời ấy là hậu quả do tội. Cộng với việc anh đang sống trong vùng thập tỉnh là nơi dành cho dân ngoại, nên người ta có thể quy gán cho anh có tội gì rất nặng đó nên mới bị trừng phạt, vừa bị điếc và bị câm như thế. Anh có một thế giới riêng mà người khác không đi vào được, và anh cũng chẳng thể hòa nhập vào thế giới có đấy của mọi người. Như thế, anh bị bỏ rơi và tách khỏi cộng đoàn. Nên hơn ai hết, anh khao khát muốn được chữa lành để tái nhập vào tập thể. Ý thức mong muốn ấy, Đức Giê-xu đã kéo anh ra khỏi đám đông, chứ không để anh ở giữa họ mà chữa lành. Và đồng thời với quyền năng như Đức Giê-xu, Ngài chỉ cần phán một lời, chứ không cần đặt ngón tay vào lỗ tai, nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Và rồi còn phải dâng lời cầu nguyện, Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Lời nói uy quyền của Đức Giê-xu ắt hẳn có năng lực chữa lành, nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi được nói ra với một người điếc, người câm hoàn toàn như anh. Và phải chăng Đức Giê-xu chỉ kéo anh ra khỏi đám đông, nhưng mọi người vẫn đứng đó xung quanh? Đức Giê-xu không quá xa và cũng chẳng quá gần để âm thanh hãy mở ra mà Đức Giê-xu phán dậy đủ tương tác đến đám đông từng người. Và phải chăng Chúa dâng lời cầu nguyện như vậy để cho chính những người thân quen đã đưa anh đến với Ngài hơn là cho anh điếc và anh ngọng? Và như thế, theo cái nhìn của Đức Giê-xu thì cả đám đông đang đứng xung quanh Ngài cũng đều bị điếc và bị ngọng. Khi đã để cho biết bao nhiêu điều răn dạy của Đức Giê-xu ở ngoài tai. Có lần họ đã khước từ những lời dạy về bánh hằng sống. Sao quá chói tai. Lần khác họ đã định đẩy Ngài xuống vực thẳm vì không chấp nhận việc lên lớp dạy đời bởi một bác thợ mộc quèn con ông Giuse. Và rồi đây, việc nộp Đức Giê-xu cho dân ngoại để Ngài bị xử tử trên thập giá như một tên tội phạm là như một hành vi bịt tai bịt miệng thiêng liêng rõ ràng nhất của dân chúng. Chỉ có Đức Giê-xu là đấng đến trần gian để dùng chính mạng sống mình hầu có thể giúp con người chẳng còn điếc và ngọng nghịu về mặt thiêng liêng nữa. Như tiên tri Isaiah nơi bài đọc 1 đã nói, hãy can đảm lên, đừng sợ, chính ngươi sẽ đến cứu thoát dân các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ được sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra. Chúa đã không chỉ muốn chữa lành người bệnh điếc và ngọng, mà còn mong muốn chữa lành cả đám đông đang bị tật điếc và ngọng thiêng liêng mà họ chẳng hề hay biết. Và thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay cũng là dịp cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta nhìn lại con người mình. Có thể có bóng dáng
của chính mỗi người nơi đám đông mà đưa anh đến cho Chúa. Chúng ta may mắn chẳng bị điếc, bị thiểm năng về âm thanh hay thể lý, nhưng cái điếc và cái ngọng vẫn bao trùm lấy chúng ta. Ta điếc khi chẳng nghe điều chúng ta đáng nghe, và chúng ta ngọng khi chúng ta giới thiệu lời Chúa với một hình ảnh bị bóp méo khi sống phản tinh thần tin mừng. Từ việc điếc và ngọng dẫn đến việc câm, không dám nói sự thật về chân lý. Khi có những điều tiêu cực và lừa dối, chúng ta ngọng nghìu đã chẳng biết thốt ra những lời yêu thương để dễ lọt tai cho người nghe, nhưng lại nói ra những lời chói tai sốc óc. Bấy lâu nay chúng ta cứ nói cứ nghe về thể lý mà chẳng ý thức về việc điếc và ngọng về thiêng liêng của mình. Đồng thời, khi điếc và ngọng về thiêng liêng, chúng ta cắt đứt mối hiệp thông vô hình mà Thiên Chúa đã dựng nên cho cuộc sống hiện tại trong lòng giáo hội qua các tương quan, anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, con cái với nhau. Và hãy nhớ lại một cử chỉ rất quen thuộc mà mỗi lần tham dự thánh lễ chúng ta đều thực hiện. Đó là lúc nghe đọc tin mừng, chúng ta đáp: lạy Chúa, vinh danh Chúa. Và khi ấy chúng ta làm dấu thánh giá trên môi, trên miệng, trên ngực. Đó chính là dấu chỉ bề ngoài để nói lên ý nghĩa bên trong. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng con, mở trái tim của con để chúng con biết, hiểu và cảm nhận, hầu có thể nói lời của Chúa. Một cử chỉ rất thân quen nên xem thường. Ước gì mỗi lần làm dấu thánh giá trên trán, trên miệng, trên ngực, chúng ta ý thức được phải mở trí, mở lòng, mở miệng để chúng ta thoát khỏi cảnh câm điếc, để biết cảm thông và yêu thương mọi người như Chúa. Nguyện xin ánh sáng lời Chúa soi dẫn, giúp chúng ta chỉ biết nghe và biết nói sự thật, nói lời bình an, yêu thương, niềm vui để mọi người cảm nhận được Chúa hiện diện và đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và khi ấy chúng ta làm sáng danh Chúa mọi lúc mọi nơi. Xin Chúa nâng đỡ niềm tin của mỗi người chúng ta, niềm tin mà giờ đây mời cộng đoàn cùng nhau đứng để tuyên xưng. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh và lấy Đức Chúa Cha. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Ngươi đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngươi đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người.
thần gia, vì chúng ta đành quan phong Si-ô Phi-la-tô. Người chịu vô hình và mãi ta, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được hùng hợp và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh thánh thiền, tông giáo và tông truyền. Tôi tiên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và phù sống đời. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại. Người muốn chữa lành mọi bệnh tật xác hồn của con người để cho họ được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. Hội Thánh luôn dùng mọi phương thế để chữa lành các vết thương tâm hồn của con cái mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử lấy lòng bác ái yêu thương mà xoa dịu đau khổ của đoàn chiên Chúa đã trao phó cho các ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngày nay biết bao bệnh nhân đau đớn vì cơn bệnh hành hạ mà không được ai nâng đỡ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ủi an các bệnh nhân trong cơn bệnh hoạn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bệnh câm điếc thiêng liêng còn đáng sợ hơn bệnh câm điếc thể xác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chữa các Kitô hữu khỏi bệnh câm điếc thiêng liêng này, để tai họ có thể nghe lời Chúa và miệng lưỡi họ có thể ca tụng người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết noi gương Chúa làm nhiều việc lành phúc đức, để nhờ đó mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đoái thương chấp nhận những lời nguyện cầu chân thành của cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa, và tràn đổ muôn ơn xác hồn xuống mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Xin anh chị em hãy cầu nguyện đây, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa quy lên cao cả Chúa, làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận yêu thương nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ giúp chúng con nên y hiệp tâm đạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm tạ Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đào vào xin ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã dựng nên muôn loài, người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để Chu toàn thánh y Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu dương sự sống lại. Vì thế cùng với toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các lạy Chúa. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh huân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được ký tù nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiêng toàn hội thánh trong đức nên
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Hồng Y Giang Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà mỗi người chúng con có ý cầu nguyện cho. Cùng với linh hồn Anna, linh hồn Anastasio, linh hồn Đa Minh Maria, Augustino, Agatha, các ân nhân dòng ba, xin cầu bình an, xin ơn như ý và tạ ơn Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hơn sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, Thánh Giuse và toàn thể các thánh đạo sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người và mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân cha hạ sanh, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an, được hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đến tiệc tầm nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được sạch trong. Con là người cơm trên đường lữ hành, không biết nói lời ca danh Chúa. Con là người mù, không trông thấy vinh quang của Chúa. Con là người điên trên đường lữ hành, không biết nhớ lời ca danh Chúa. Con là người dại, không biết nói vinh quang của Ngài. Chúa ơi, xin mở môi con cho con biết ca tụng danh Chúa. Chúa ơi, xin mở mắt con cho con thấy vinh quang của Chúa. Chúa ơi, biết ca tụng danh Chúa. Chúa ơi, xin mở mắt con cho con thấy vinh quang của Chúa. Con là người say trên đường lữ hành, không biết đến kỳ công của Chúa. Con là người khờ nên không biết vinh quang của Chúa. Con còn ngủ mê chưa nhận thấy rằng vinh quang Chúa thật cao siêu quá. Con thật lạc loài, không biết đến vinh quang của Ngài. Chúa ơi,
nguyện từ đây trên đường lữ hành giang tay lớn ngợi ca danh Chúa. Con nguyện một đời đi xây đắp tương lai ngày mới. Xin mời gọi ai trong đời chưa được nhìn thấy rõ quyền năng Thiên Chúa, mau cùng trở về tìm đến Chúa sĩ tôn danh Ngài. Chúa ơi, xin mở môi con cho con biết ca tụng danh Chúa. Chúa ơi, xin mở mắt con cho con thấy vinh quang của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi con cho con biết ca tụng danh Chúa. Chúa ơi, xin mở mắt con con thấy vinh quang của Chúa. Con là người cơm trên đường lữ hành, không biết nói lời ca danh Chúa. Con là người mù, không trông thấy vinh quang của Chúa. Con là người điên trên đường lữ hành, không biết nhớ lời ca danh Chúa. Con là người dại, không biết nói vinh quang của Ngài. Chúa ơi, xin mở môi con cho con biết ca tụng danh Chúa. Chúa ơi, xin mở mắt con cho con thấy vinh quang của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi con cho con biết ca tụng danh Chúa. Chúa ơi, xin mở mắt con cho con thấy vinh quang của Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để nuôi dưỡng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân cao cả này, hầu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.